đây là cái chỗ bến tàu cho tất cả mọi người ai có ghe tàu cái cây dắt xuống đây đổ đây để ra cồn chơi. Bơm chiếc cây dắt là cái chiếc ghe mà để học lái, để chỉ lái. Alo, chào mọi người, hôm nay là ngày lễ quốc khánh của nước Mỹ cho nên là mình đi dạo ra ngoài cồn cách năm Úc khoảng 5 cây số. Thành phố năm Úc 5 cây số. Mọi người đang nhìn cồn cả này. Cồn này tên là cồn Torrens. Mọi người bắt đầu cái lịch câu cá. Hôm nay giờ này là 2 giờ chiều. Các bạn thấy hoàn cảnh chung quanh của cái cồn. Hello.